Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo hình bổng ngô như thế này. Phần thân túi thì mình có móc xen kẽ hai màu trắng và đỏ. Trên miệng túi thì có tạo những cái họa tiết hạt bắp để cho cái phần miệng túi của mình nó được xinh xắn hơn. Mặt trước thân túi thì có trang trí tên. Có dây đeo ha. Miệng túi thì mình có làm khóa nè, hai sợi dây khóa lại. Và bên trong mình cũng có khâu lót cho phần thân trong của mình nó được sạch sẽ hơn ha. Các bạn có thể đựng phụ kiện vào bên trong nè. Và ta có thể tăng giảm size cho người lớn hoặc trẻ nhỏ cũng được nha. Một mẫu túi bổng ngô như thế này. Để làm mẫu túi này, mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len dày tầm khoảng 1.75-2mm. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng các cái loại sợi cũng được ha. Kim móc thì mình dùng kim 2 đầu, ta dùng đầu số 4 nè. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể dùng đầu kim mà các bạn có, sau đó mình đem so sánh với sợi len. Thì khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len, đầu kim của mình nó sẽ bằng sợi len hoặc là nhỏ hơn một chút ha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì mình còn có kéo cắt len, kim khâu len và thước dây dùng để đo size. Đối với những bạn nào khâu lót bên trong ha, thì các bạn có thể sử dụng cho mình thêm một loại vải lót và chỉ khâu. Kim khâu thì các bạn sử dụng cho mình kim khâu tay loại nhỏ nha. Và phụ kiện không thể thiếu đó là canvas. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tấm canvas tròn và một tấm canvas lớn. Thì tấm canvas lớn này kích thước tùy thuộc vào đường kính tấm canvas nhỏ mà các bạn có ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này ha, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 7 mũi móc đơn liên tiếp. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ 7. Khi có được 7 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đó cho mình một mũi giờ để ta kết thúc vòng đầu tiên ha. Móc lên một mũi móc xích. Thì vòng móc thứ nhất này ta hoàn tất với 7 mũi móc đơn, nó sẽ tạo ra 7 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì móc vòng móc thứ hai như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ vào đó, móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Tương tự cho chân móc thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết 7 chân móc này ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình cho đến hết. Sau khi đã móc được đến cuối vòng móc thì vòng móc này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc ha. Tức là mình sẽ có 7 cụm móc có 2 mũi cùng một chân nè. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Đây, vòng móc này mình sẽ tăng lên được 7 mũi móc, tức là mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm ha. Vòng móc thứ 3, móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào đó một mũi móc đơn. Được mũi dời vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có nè. Cụm kế bên ha, một mũi móc đơn vào chân kế bên, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc vào chân kế tiếp. Ta có được cụm thứ hai nè. Tiếp tục một móc đơn, sau đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Cụm thứ ba.
bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng móc này mình sẽ tăng lên được 7 mũi móc, nó sẽ có cái độ rộng ra như thế này. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Thì vòng móc thứ ba của mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc ha, ta tăng được 7 mũi nè. Đây là cụm thứ nhất, một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc. Cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ 5, cụm móc thứ 6 và cụm móc thứ 7, ta tăng được 7 mũi cho vòng móc thứ 3. Vòng móc thứ 4 móc theo công thức như sau. Các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc thứ 3. Vòng móc thứ 3 mình có một mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì vòng móc thứ 4 các bạn sẽ tăng cho mình mũi móc đơn lẻ này lên nè. Tức là mình sẽ có hai mũi móc đơn ha. Móc cho mình vào hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn lẻ rồi ha, nó nhiều hơn hàng phía dưới một mũi nè, thì chân kế tiếp các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có được cụm móc như thế này ha, hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng thì ta sẽ có hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc thì vòng móc của mình nó cũng tạo ra được một cái độ rộng như thế này. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên một xích. Thì vòng móc thứ tư này mình cũng tạo ra được tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân nè. Cụm thứ nhất. Cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ 6 và cụm móc thứ 7, ta tăng được 7 mũi móc cho vòng móc thứ 4 này. Thì tiếp tục vòng móc kế tiếp, các bạn cũng dựa cho mình vào vòng móc ở phía dưới nó. Ví dụ như vòng móc phía dưới của mình này có 2 mũi mỗi chân, thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình 1 mũi. Tương tự vòng thứ 3 nè, có 1 mũi sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Vòng tiếp theo tăng lên 2 mũi mỗi chân nè. Thì tiếp theo nữa các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi, sau đó là 4 mũi, 5 mũi ha. Cứ tăng dần dần như vậy cho mình và xen kẽ nó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì lúc này cái vòng móc thứ năm của mình các bạn sẽ móc cho mình dựa vào vòng thứ tư ha. Vòng thứ tư có hai mũi mỗi chân nè, thì vòng thứ năm móc cho mình 3 mũi mỗi chân. Được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Sau đó móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng và móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi cái vòng tròn này nè nó có được một cái độ rộng đủ cho cái phần đáy túi của mình ha. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 6 hàng móc. Nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Thì lúc này mình sẽ ướm vào tấm canh vát tròn mà các bạn có được nè. Thì đối với tấm canh vát tròn này mình sẽ có cái đường kính là 7cm ha. Các bạn sẽ móc làm sao cho cái vòng màu đỏ này nó bằng với cái vòng canh vát là được. Và ta cứ tăng size đều như thế này ha. Và để ý cho mình khi các bạn đã kết thúc được cái kích thước của phần đáy túi rồi. Cụm cuối cùng của mình nè. Ở đây mình có 4 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi móc cùng chân. Thì khi các bạn cộng cho mình số mũi móc ở một cụm này, thì mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc. 6 mũi móc này mình sẽ chia đôi ra để mình chọn hai màu xen kẽ đỏ và trắng. Thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu cho mình dễ hình tượng hơn ha. Đây cụm đầu tiên có 6 mũi thì chia cho mình 3 mũi màu đỏ và 3 mũi màu trắng nè. Ta được cụm đầu tiên rồi,
Thì tiếp tục cụm thứ hai cũng có 6 mũi móc. Thì các bạn cũng đánh dấu cho mình ha. 3 mũi tạo màu đỏ và 3 mũi tạo màu trắng. Đối với những bạn nào mà khi tăng size kích thước của mình nó là số lẻ thì các bạn chia đôi ra sẽ chọn cho mình màu đỏ là màu nhiều hơn một mũi móc so với vòng màu trắng ha. Thì đây sẽ là cách chia màu cho cái phần thân trên nè. Đây mình nói cho các bạn dễ hiểu hơn để khi các bạn lên thân trên không có bị bỡ ngỡ ha. Thì kết thúc được phần đáy rồi mình sẽ móc lên phần thân. Để ý cho mình ở mỗi mũi móc mà mình có được nè. Mỗi mũi móc thì mình sẽ có hai cái đường móc, một đường bên ngoài và một đường bên trong ha. Thì hàng móc đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên trong. Đây. Thì tương tự đối với chân đầu tiên cũng có hai đường móc, mình sẽ đâm kim vào chân ở bên trong ha, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng đâm kim vào đường móc bên trong và móc vào một mũi móc đơn nè. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình cái mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Sau đó mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc mình sẽ có một mũi móc đơn và ta đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong ha. Thì lúc này cái phần đáy với thân trên nó sẽ có một cái đường gờ ở chính giữa nè, ta có thể phân biệt được đáy và thân trên ha. Sau khi đã móc đến cuối vòng móc, mình sẽ tạo ra một cái đáy như thế này ha, và phần thân trên nè. Thì đến đây cái điểm mà bắt đầu của cái vòng móc này nè, cái mũi móc đơn mà mình đánh dấu á, các bạn sẽ tiến hành tháo cho mình kim đánh dấu ra. Sau đó mình sẽ không kết thúc vòng mà các bạn đâm kim vào chân móc đơn đó, móc cho mình một mũi móc đơn. Như vậy là lúc này cái phần thân của mình sẽ móc xoắn ốc ha. Và vừa nãy mình có hướng dẫn cho các bạn cách để mình chia cái độ dày của màu đỏ và màu trắng á. Thì 6 mũi bên dưới mình sẽ có 3 mũi màu đỏ và 3 mũi màu trắng. Thì khi móc được một mũi màu đỏ rồi, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau. Thì lúc này khi móc, các bạn tưởng tượng giống như là mình đang giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Đưa cho mình cái sợi len màu trắng ra phía sau nè. Ta được mũi móc đơn đầu tiên cho phần màu đỏ rồi, tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp. Khi đâm kim vào các bạn cũng giấu cho mình sợi len màu trắng, móc dấu vào trong mũi móc ha. Mình sẽ có được mũi móc đơn thứ hai cho cái phần màu đỏ nè. Tương tự, khi có được hai mũi móc đơn cho cái phần màu đỏ rồi, có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình mũi đầu tiên. Ở cái mũi móc thứ ba là cái mũi móc kết thúc độ dày của cái phần màu đỏ nè. Thì cắt móc như sau ha. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân thứ ba đó. Sau đó kéo len qua chân móc, cũng giấu sợi màu trắng vào trong nhé. Khi có được hai đường móc trên kim nè, các bạn thả cho mình cái sợi len màu đỏ ra. Sau đó mình sẽ đưa sợi len màu trắng lên trên tay, kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì lúc này cái phần màu đỏ của mình kết thúc ở 3 đường móc, 3 mũi móc đơn. Và từ đây mình sẽ móc màu trắng ha. Trên kim của mình đã có cái mũi màu trắng rồi, các bạn móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và khi móc cũng giấu sợi len màu đỏ vào trong mũi móc. Đây, được hai mũi màu trắng rồi ha. Giấu sợi len màu đỏ vào trong mũi móc nè. Thì đến cái mũi thứ ba là mũi kết thúc, các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ ba, kéo len qua chân móc. Và để ý cho mình khi các bạn cứ đưa cho mình các cái sợi len lên phía trên nằm chính giữa nè, thì các cái sợi len của mình khi đưa liền như thế này nó sẽ bị xoắn ha, nó bị xoắn. Cho nên khi các bạn kéo cho mình cái sợi len màu đỏ lên, các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len màu trắng xuống phía dưới. Mình sẽ đưa sợi len màu trắng xuống phía dưới và luồn sợi màu đỏ ra phía ngoài á. Kéo cái sợi len màu đỏ qua hai chân màu trắng trên kim. Đây thì như vậy mình hoàn tất được 3 mũi móc đơn màu trắng. Các bạn tiếp tục làm cho mình 3 mũi móc đơn màu đỏ. Đâm kim vào hai chân liên tiếp ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được hai mũi móc đơn liên tiếp rồi, đến cái mũi móc đơn thứ ba, các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ ba, sau đó kéo len. Sợi len màu trắng thì mình sẽ thả màu đỏ ra, đưa sợi len màu trắng vào chính giữa kim với sợi len màu đỏ.
và mình sẽ kéo sợi len màu trắng qua hai mũi móc màu đỏ thì ta thay được màu ha. Tiếp tục móc tương tự 3 mũi móc đơn cho màu trắng. Hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi móc đến chân thứ 3 là chân cuối cùng kết thúc thì đâm kim vào chân thứ 3, kéo len. Sợi len màu đỏ thì các bạn sẽ đưa nó ra phía ngoài. Tức là các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len màu trắng xuống dưới nè. Sợi len màu đỏ nó sẽ nằm ở phía ngoài luôn ha, sau đó kéo sợi len màu đỏ qua hai chân. Đây, mình sẽ có các cái màu xen kẽ như thế này ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng và nhớ cho mình đẩy các cái sợi len theo đúng hướng để sợi len của mình nó không có bị rối. Sau khi các bạn đã móc cho mình xen kẽ các cái màu cho đến cuối hàng móc, thì đến cuối hàng móc nè, mỗi cụm mình chia ra màu đỏ với màu trắng thì kết thúc mình cũng là 3 chân màu trắng ha. Thì đối với cái chân cuối cùng của màu trắng này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân cuối cùng, sau đó kéo len và ta cũng thay sợi màu đỏ lên trên ha. Đã đưa sợi màu đỏ ra phía ngoài nè, kéo sợi màu đỏ qua hai chân màu trắng. Như vậy là vòng móc thứ hai của mình kết thúc. Tháo cho mình kim đánh dấu ra. Lúc này mình sẽ móc xoắn ốc cho phần thân nên các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 chân kế tiếp là màu đỏ nha. Hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn. Và chân móc thứ 3 ta sẽ tiến hành thay màu. Đâm kim vào chân thứ 3, kéo len, sau đó đưa sợi màu trắng vào chính giữa. Kéo len qua hai chân. Tiếp tục ha. Hai chân màu trắng, mỗi chân là một mũi móc đơn. Mũi thứ 3 sẽ thay màu. Đưa sợi len màu trắng xuống dưới và sợi len màu đỏ ra phía ngoài, sau đó kéo qua hai chân. Đây, mình sẽ có cái phần thân nó đi lên cao như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi chiều cao của phần thân này nó bằng với đường kính của đáy túi là được. Hai chân móc đầu tiên thì mình sẽ móc bình thường. Đến chân thứ 3 thì thay màu ha. Đâm kim vào chân thứ 3, kéo len, sau đó thay sợi len. Kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ 3 thay màu. Đâm kim, kéo len, sau đó thay sợi len. Kéo qua hai chân ha, sau đó móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi các bạn đã móc cho mình cái phần thân túi nó lên được một cái độ cao bằng với đường kính của đáy túi thì mình sẽ dừng lại ha. Điểm kết thúc của cái phần thân túi nó sẽ nằm thẳng hàng với cái mũi móc mà ta kết thúc ở phần đáy nè. Thì đưa thẳng hàng lên đây sẽ là điểm kết thúc. Đến điểm kết thúc này các bạn sẽ không thay màu nữa ha, mà các bạn sẽ sử dụng màu trắng để mình viền lại. Ta tiến hành cắt sợi len màu đỏ. Mình sẽ hoàn tất được phần thân túi như thế này. Và nó sẽ có được một cái độ rộng bên trong ha. Để nẹp được tấm canvas vào bên trong cho phần thân túi của mình nó được cứng cáp hơn, thì ở đây mình có một tấm canvas nhỏ. Để xác định được tấm canvas lớn, các bạn sẽ cắt cho mình một tấm như thế này. Thì chiều cao của thân túi nó sẽ bằng với đường kính của cái tấm canvas tròn. Đây, thì khi đưa vào nó sẽ có cái chiều cao bằng với đường kính của tấm canvas tròn ha. Và để xác định được cái độ rộng của tấm canvas á, các bạn sẽ dựa cho mình vào tấm canvas tròn. Thì ta dùng thước dây đo đường kính của tấm canvas tròn. Ở đây mình đo được 7cm cho phần đáy túi. Thì có được đường kính rồi, để xác định được cái kích thước của vòng tròn ở phía ngoài nè, thì các bạn sẽ lấy cho mình cái đường kính này nhân cho 3,14 thì mình sẽ ra được cái độ rộng của cái vòng tròn phía ngoài. Khi xác định được kích thước độ rộng vòng tròn phía ngoài rồi, ta dùng thước dây và đo tiếp cái bề ngang của tấm canvas dài nè, thì lúc này mình tính được 22cm. Các bạn sẽ cắt cho mình thêm 1cm nữa, tức là ta sẽ có 23cm. Và 1cm này nó sẽ tương đương với hai hàng lỗ này ha. Thì khi các bạn cắt dương như thế này, mình nẹp vào. Ta sẽ sử dụng hai cái khoảng trống để nẹp vào ha. Sau khi đã có được cái kích thước của tấm canvas lớn rồi, sử dụng cho mình kim khâu
và mình sẽ xỏ sợi len vào kim khâu. Các bạn sẽ chọn màu cho phù hợp hơn ha. Ở đây mình sử dụng màu đỏ cho các bạn dễ thấy mũi khâu hơn nè. Cắt cho mình một đoạn len dài. Sau đó ở đầu này các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi ha, mình sẽ tiến hành khâu. Đối với tấm canvas to này nè, các bạn sẽ tiến hành gập nó lại thành một hình tròn. Khi ta uốn lại nè thì hai cái lỗ mà mình chừa ra nó sẽ ép sát với hai lỗ bên đầu này. Thì hai lỗ này mình sẽ tiến hành khâu lại. Thì cách khâu như sau ha. Các bạn đâm từ ngoài vào trong hai cái lỗ tương ứng với nhau nè. Sau đó kéo lên. Đâm từ trong ra ngoài hai lỗ kế tiếp ha và đâm luôn vào cái nút mà mình tạo đầu tiên. Guốc sợi len thật mạnh vào thì lúc này mình sẽ cố định được cái đường khâu ban đầu. Từ đây tiếp tục di chuyển kim chéo qua cái lỗ kế bên ở phần trên ha, hàng trên. Đâm xuống dưới nè. Sau đó tiếp tục đâm từ dưới lên trên ra cái lỗ kế bên. Kéo len. Tương tự đưa kim chéo xuống dưới nè. Sau đó đâm kim ngang. Đâm kim chéo. Tiếp tục đâm ngang. Như vậy là mặt trái mình sẽ khâu được đường chéo và bên trong nó sẽ có những cái đường bằng như thế này ha. Thì nó sẽ giúp cho cái phần trụ của mình nó được thẩm mỹ hơn ở bên trong. Đối với những bạn nào mà không có khâu lót ha. Các bạn cứ khâu tương tự cho mình, đâm kim chéo rồi đâm kim ngang và mình sẽ khâu tương tự cho đến hết hình trụ. Sau khi mình đã khâu hoàn tất được cái hình trụ thì bên trong nó sẽ tạo ra những cái đường bằng như thế này. Đối với những bạn nào mà không có khâu lót á thì từ đây các bạn sẽ tiến hành khâu luôn cho mình cái tấm đáy vào trong ha. Thì khi khâu ta sẽ đâm kim vào cái vòng móc phía ngoài của phần đáy và vòng móc phía ngoài của cái phần hình trụ ha. Các bạn sẽ khâu tương tự như thế này, đâm từ ngoài vào trong và mình sẽ khâu hết cái phần đáy luôn. Ta sẽ có được một cái trụ như thế này. Còn đối với những bạn nào mà muốn khâu lót thì ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn ha. Đến công đoạn khâu lót thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau ha. Thước đo nè, vải lót, màu, kéo và kim khâu ha. Kim khâu các bạn dùng kim khâu tay loại nhỏ. Thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình cái tấm canvas tròn trước. Các bạn sẽ cắt cho mình một tấm vải nó gấp 4 lần so với cái vòng tròn của tấm canvas ha. Sau đó mình sẽ đặt tấm canvas tròn này nằm chính giữa. Từ đây kéo 4 góc của cái tấm vải lại. Các bạn sẽ kéo khít vào ha. Sau đó mình sẽ sử dụng thun. Các bạn sẽ cột cho mình ở phía sau. Cột chắc lại để mình cố định được tấm vải. Đây, như vậy là ta đã cố định được tấm vải vào trong canvas tròn rồi. Tiếp tục cắt cho mình thêm một tấm canvas lớn. Thì tấm canvas lớn này nó sẽ có cái kích thước to hơn cái hình trụ nè. Đây, khi gặp lại như thế này thì ở bên trên nó cũng chừa ra tầm 1-2cm. Và bên dưới này cũng chừa ra tầm 1-2cm. Đây ha, hai bên nó sẽ chừa ra cái khoảng cách gần bằng nhau. Và ở phía này cũng chừa cho mình ra một đoạn vải dư để mình tiến hành khâu lại. Ta gập đôi cái tấm vải này lại nè. Sau đó các bạn sẽ xác định cho mình cái vòng tròn của cái tấm canvas lớn này là bao nhiêu cm. Thì ở đây mình đã đo được là 22cm. Thì các bạn sẽ chia đôi cho mình 22cm này ra. Tức là ta sẽ có được 11cm. Từ 11cm này các bạn sẽ tiến hành đo cho mình vào trong tấm vải khi gấp đôi lại. Đây, cái mặt này nó sẽ áp sát với cái mét của tấm vải nha. Sử dụng cho mình phấn vẽ nè. Đây, hai mặt này nó sẽ song song với nhau. Và mình sẽ đánh dấu 11cm.
Từ đây tiếp tục di chuyển thước xuống phía dưới và hai cái mặt ở bên hông nó cũng song song với nhau và đánh dấu tiếp cho mình một điểm 11 cm. Và tương tự bên trên cũng vậy ha. Đặt thước song song 2 mép và đánh dấu điểm thứ 11. Khi đã có được 3 điểm thẳng hàng thì các bạn sẽ sử dụng thước. Ta sẽ áp sát vào 3 cái điểm này, sau đó các bạn sẽ vẽ cho mình một đường. Thì khi đã cố định được một đường vẽ như thế này rồi, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu tay và chỉ len nè, tạo cho mình một guốc ở phía dưới, sau đó mình sẽ tiến hành khâu lại ha. Đối với những bạn nào mà có máy may á, thì các bạn dễ dàng khâu, còn đối với những bạn nào mà khâu tay thì các bạn sẽ làm như sau. Ta sẽ cố định lại được sợi chỉ ở một đầu. Sau đó từ đây các bạn sẽ đâm kim từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên ha. Tạo cho mình những cái khoảng cách tầm khoảng 1 cho đến 2 mm và mình sẽ khâu cho đến hết. Lưu ý khi khâu các bạn nhớ giữ cho mình im cái vị trí của hai mặt tấm vải lại ha, đừng có để cho nó xê xích thì cái điểm khâu của mình nó sẽ chuẩn hơn. Sau khi các bạn đã khâu cố định được cho mình cái tấm hình trụ rồi thì mình sẽ tạo một guốc để mình cố định được lại cái đường khâu ha. Ta sẽ có được một cái hình trụ như thế này. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái hình trụ này, đưa nguyên cái vị trí này vào trong cái hình trụ ha, tấm canh bát trụ á. Và từ đây bên trên mình sẽ lật cái phần thân ở cái tấm vải ra phía ngoài nè. Sau đó làm tiếp tục cho mình ở cái đầu còn lại. Như vậy là mình có được một cái phần thân trong khâu lót như thế này. Khi đã xác định được lại cái điểm khâu rồi, các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái phần đáy vào bên trong. Sử dụng kim khâu tay, xỏ sợi chỉ vào, sau đó tạo một guốc ở đầu còn lại. Đưa phần đáy vào trong tấm trụ. Từ đây các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào vòng móc ở phía ngoài cùng của mặt đáy nè, và vòng móc phía ngoài cùng của tấm hình trụ ha. Xỏ kim vào hai chân song song nè và tiến hành kéo lên. Để cố định lại cái mũi khâu thì kéo cho mình nút này ra, sau đó xỏ cái kim vào chính giữa của các sợi len nè, và mình sẽ guốc thật mạnh vào thì cái đường khâu của mình nó sẽ cố định lại. Và lúc này mình sẽ tiến hành mò và khâu cho đến hết. Ta sẽ đâm kim vào hai cái khoảng song song với nhau, sau đó kéo chỉ ha. Sau khi các bạn đã khâu cho mình được phần đáy vào trong rồi thì tháo cái cọng thun ra và mình sẽ tiến hành cắt đi những cái tấm vải thừa ở đây. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất phần khâu lót ở đáy cũng như là thân hình trụ ha. Bên trong của mình nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ tiến hành gỡ cho mình một đầu còn lại của tấm hình trụ, sau đó mình sẽ đưa cái hình trụ canvas này vào trong cái phần len. Khi kéo căng các cái mũi móc của mình để áp sát vào trong tấm hình trụ á, thì mình sẽ hoàn tất được cái phần đáy như thế này ha. Và cái phần thân túi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp lại phần len cũng như là tấm canvas vào một. Để nẹp tấm canvas vào thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một chân móc kế tiếp của phần thân len và một khoảng trống của tấm canvas, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Dùng kim đánh dấu đây là mũi đầu tiên nha. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại. Đâm kim vào chân móc len và một khoảng trống của tấm canvas, móc vào một mũi móc đơn.
Lưu ý khi các bạn nẹp các cái chân móc vào trong các cái khoảng trống của tấm canvas á, thì không phải á, cái mũi móc bao nhiêu mũi là cái tấm canvas nó sẽ là bấy nhiêu lỗ ha. Các bạn cứ nẹp cho mình làm sao cho cái chân móc nó tương ứng với cái khoảng trống của tấm canvas là được. Và ta đều đâm kim vào các chân song song với nhau ha. Mỗi chân thì mình sẽ móc vào một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã nẹp lại được cho mình tấm canvas vào thân len rồi ha, đến cái điểm cuối cùng cũng tháo kim đánh dấu ra và ta sẽ đâm kim vào chân mà mình móc mũi móc đơn đầu tiên ở phần nẹp, móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc. Lúc này mình sẽ kết thúc hàng luôn ha, móc lên một xích, ta sẽ có được một cái thân túi như thế này. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc mũi đơn để mình tạo viền cho cái phần miệng của túi. Thì để ý cho mình ở mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc. Khác với cái phần đáy túi mình móc vào chân ở bên trong, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình vào đường móc bên ngoài. Thì chân đầu tiên các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân bên ngoài ha, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại, đều đâm kim vào cái đường móc ở bên ngoài và móc vào một mũi móc đơn ha. Chân kế bên cũng vậy nè, và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Sau khi móc đến cuối hàng móc thì đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi giờ để mình kết thúc. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len, tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái đường móc, thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân túi như thế này ha. Khi hoàn tất được phần thân túi rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái phần lót còn lại lên trên miệng túi. Các bạn sẽ gập cho mình cái tấm vải vào trong nè. Các bạn cũng dùng cho mình kim khâu tay và mình sẽ khâu cái vải lót vào trong hàng móc mà mình nẹp với tấm canvas á. Đây, khi lúc này mình sẽ tạo ra được một cái hàng móc để mình móc cái phần hạt bắp bên trên, thì các bạn sẽ khâu cho mình ở cái đường móc nằm bên dưới của cái đường đó ha. Đây, khi mình khâu thì nhớ các bạn kéo căng cho mình cái vải lót, cho vải lót của mình nó được căng phẳng hơn nha. Và mình sẽ đâm kim vào hai cái chân song song nè, khâu tương tự cho mình cho đến hết. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần thân bên trong ha. Ở bên ngoài nè, xét cái hàng móc mũi đơn ngoài cùng nó sẽ có cái đường móc, các bạn sẽ móc cho mình cái hạt bắp ở phiền này. Thì ta sẽ tạo một nút ở cái sợi len mà mình tạo hạt bắp ha. Ở đây mình dùng màu loang móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, đâm kim vào một chân bất kỳ của cái hàng mà mình chừa ra nè, kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp vào đó cho mình 4 mũi kép đơn cùng một chân móc. Lưu ý khi móc cái hạt bắp các bạn nhớ lỏng tay cho mình một tí nha, cho cái phần hạt bắp của mình nó được mềm mại hơn. Ta có mũi kép đơn thứ hai nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư vào cùng một chân móc. Khi đã có được 4 mũi kép đơn vào cùng chân móc, tính luôn 3 mũi xích đầu tiên mình gây nên là một mũi, thì các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba từ dưới lên ha, đâm kim vào chân xích thứ ba, sau đó mình sẽ luồn kim vào cái chân móc này, guốc sợi len lại, sau đó kéo cái nút này qua cái chân móc xích thứ ba đó. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích thì mình sẽ hoàn tất được một hạt bắp đầu tiên ha. Để tiếp tục hạt bắp thứ hai, các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc ở phía dưới và mình sẽ đâm kim vào chân móc kế tiếp ha, tức là cái khoảng trống này nó sẽ cách nhau là một chân móc nè.
Hạt bắp thứ hai thì móc cho mình 5 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Lỏng tay ra một chút ha. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm vào cùng chân móc. Khi đã có được 5 mũi kép đơn rồi thì tiến hành kéo cái nút vừa dài ra. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đâm kim vào nút kéo lên và kéo cái nút này qua chân móc. Móc lên 2 mũi xích. Ta có hạt bắp thứ hai. Khoảng cách nó cách nhau là một chân móc phía dưới. Thì các bạn sẽ tương tự cho mình một hạt bắp kế bên, cũng bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một hạt bắp ha. 5 mũi kép đơn. Được 5 mũi kép đơn rồi, kéo dài mũi móc ra, sau đó di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đâm kim vào chân móc đó và kéo nút này qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi xích. Khi được 3 hạt bắp với cái khoảng cách là cách nhau một chân móc phía dưới ha. Thì để giúp cho cái phần hạt bắp của mình nó được phồng hơn á, thì khi đã có hai cái khoảng cách này rồi, khoảng cách thứ ba các bạn sẽ không tạo cho mình khoảng cách mà các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân kế tiếp, tức là lúc này hạt bắp thứ tư mình sẽ không bỏ qua chân móc mà móc vào chân móc kế tiếp luôn nha. 5 mũi kép đơn nè, vào chân móc này, chân móc sát bên. Tương tự, được 5 mũi kép, đâm kim vào chân mũi kép đầu tiên, kéo nút qua chân móc. Móc lên 2 mũi xích. Như vậy là 4 hạt bắp này ta được tạo ra ở 6 chân móc phía dưới. Tức là có 2 khoảng bỏ qua một chân móc và có một khoảng là không bỏ qua chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, thì mình sẽ giúp cho cái phần miệng túi mình khi mình móc cái hạt bắp lên nó được phồng hơn ha. Sau khi các bạn đã tạo cho mình được cái hàng hạt bắp đầu tiên, nó sẽ có cái độ phồng ra như thế này rồi. Thì kết thúc cái hàng hạt bắp đầu tiên này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của hạt bắp đầu tiên ở vòng móc này ha. Đây là chân móc của nó này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Để tiếp tục hạt bắp thứ hai, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình vào các cái khoảng trống của các cái hạt bắp phía dưới nè. Thì di chuyển kim cho mình vào khoảng trống đầu tiên, móc một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Thì lúc này mình sẽ móc hạt bắp đầu tiên vào chính giữa của hạt bắp phía dưới. Được 3 mũi xích rồi, móc vào khoảng trống đó 4 mũi kép đơn. Tức là hạt bắp đầu tiên mình sẽ có 3 xích và 4 mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình có được 5 mũi ha. Đâm kim vào chân xích thứ ba, tính từ dưới lên, sau đó kéo nút này qua chân móc. Móc lên 2 mũi xích. Tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống của hạt bắp kế bên và móc vào đây 5 mũi kép đơn. Tức là từ cái hạt bắp thứ hai trở đi ta sẽ móc 5 mũi kép đơn ha. Được 5 mũi rồi nè, đâm kim vào chân kép đơn đầu tiên, kéo nút này qua chân móc, móc lên 2 xích và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Ta sẽ có được những cái hạt bắp xen kẽ với nhau. Các bạn sẽ móc cho mình cho thêm nhiều hàng móc nữa, cho đến khi cái phần thân túi bên trên này nó gần bằng với chiều cao của phần thân túi bên dưới ha. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc hạt bắp, ta có được 4 hàng hạt bắp, nó gần bằng chiều cao của phần thân rồi.
Tiếp tục đâm kim cho mình vào khoảng trống kế bên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một xích. Móc vào khoảng trống mình vừa móc một mũi móc đơn. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim vào khoảng trống kế bên, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 xích. Khoảng trống kế tiếp móc một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Lên 3 xích, khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn nè. Làm tương tự đến cuối vòng thì ta sẽ tạo ra được những cái khoảng trống như thế này để mình luồn dây khóa túi. Khi móc đến cuối hàng thì cũng lên 3 xích ha, và ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta viền đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái hạt bắp thì mình sẽ hoàn tất được cái phần miệng túi như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái sợi dây để khóa túi. Tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, móc lên một sợi dây móc xích có cái độ rộng hơn so với cái phần miệng túi, tầm khoảng 2-3 cm ha. Ở đây mình đã móc lên được 70 mũi móc xích. Khi ta nối hai đầu dây lại thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng bằng hoặc là hơn cái phần miệng túi từ 2-3 cm ha. Thì khi kết thúc, kéo cho mình dài sợi len ra. Sau đó mình sẽ dùng đầu còn lại, các bạn sẽ xỏ cho mình xen kẽ vào các cái khoảng trống mà mình tạo ở đây nè, ở cái phần miệng túi á. Tức là một đường mình sẽ luồn xuống dưới và tiếp tục luồn lên phía trên nè, vào các cái khoảng trống ha. Ta sẽ luồn xen kẽ như thế này. Các bạn sẽ luồn cho mình cho đến hết vòng. Khi đã luồn được hết cái đầu dây của mình rồi ha, các bạn sẽ tiến hành dùng cái đầu mà mình tạo ban đầu ở đây nè. Mình sẽ tiến hành đâm kim vào cái chân của cái mũi xích mà mình tạo đầu tiên. Móc vào cái chân đó một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc mà mình vừa kết thúc mũi dời đó, các bạn sẽ móc cho mình vào đó 6 mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ 6. Khi có được 6 mũi kép đơn liên tiếp, các bạn tiến hành kéo dài cái sợi len này ra, sau đó đâm kim vào chân xích thứ 3 và mình sẽ tạo một hạt bắp ở đây. Kéo nút này qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi xích. Và ta sẽ di chuyển kim đến chân móc mà ta móc cái hạt bắp đó, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc ha. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Sau đó giấu sợi len thừa này vào trong cái hạt bắp thì mình sẽ hoàn tất được một hàng bắp ở đầu dây. Đây, hạt bắp của mình nó sẽ như thế này ha. Các bạn có thể tạo cho mình một sợi thôi, sau đó mình sẽ khóa miệng túi lại bằng cách kéo. Kéo cái sợi dây lại ha, cho cái phần miệng túi của mình nó được khóa lại nè. Ở đây mình có tạo thêm một sợi dây, và cái sợi dây này nó làm tương tự như sợi dây ban đầu, chỉ khác là ta bắt đầu luồn cái sợi dây này ở điểm đối diện với sợi dây ban đầu ha. Sau đó cũng hoàn tất cái hạt bắp ở đầu dây và mình sẽ tiến hành kéo hai sợi dây lại. Lúc này mình sẽ khóa được miệng túi dễ dàng hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cái họa tiết trang trí ở phần thân trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha.
Hoàn tất được 8 mũi kép đơn rồi thì các bạn tiến hành nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Ta sẽ tạo ra được một nửa vòng tròn. Từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn mà mình móc cuối cùng ở cái vòng tròn này nè. Đây là cái chân móc cuối cùng đó ha, móc vào đó cho mình 8 mũi kép đơn. Khi có được 8 mũi kép đơn tạo ra thêm được một nửa vòng tròn rồi, lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào vòng tròn mình tạo đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Các bạn tiến hành quay ngược đầu móc lại. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân mà mình thấy đầu tiên nè, xác cái mũi xích này, móc vào đây cho mình 8 mũi kép đơn. Ta có được nửa vòng tròn kế tiếp rồi. Để kết thúc cái nửa vòng tròn này, di chuyển kim cho mình đến cái nửa vòng tròn đầu tiên mà mình tạo nè. Tính từ trên xuống dưới, đâm kim vào chân thứ 5 ha. 3, 4 và 5 nè. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 5, móc vào đó một mũi dời. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Lúc này mình sẽ làm tương tự như cái cánh mà mình vừa tạo, quay ngược đầu móc và móc vào chân đầu tiên 8 mũi kép đơn. Hoàn tất được 8 mũi kép đơn thì ta cũng đâm kim vào cái chân móc thứ 5, tính từ dưới lên của cái nửa vòng tròn này nè. Chân móc thứ 5 ha. 1, 2, 3, 4 và 5. Đâm kim vào chân thứ 5 móc một mũi dời. Lúc này mình sẽ có được 4 nửa vòng tròn nè. Tiếp tục tạo cho mình thêm 2 nửa vòng tròn. Lên 3 xích, quay ngược đầu móc và làm tương tự ha. Móc vào chân này 8 mũi nè. Được một nửa vòng tròn 8 mũi kép đơn rồi ha, ta sẽ làm tương tự, đếm từ trên xuống dưới và đâm kim vào chân thứ 5 nè, móc vào đây một mũi dời. Ta đã có được 5 nửa vòng tròn rồi, các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm một nửa vòng tròn để mình có 6 nửa vòng tròn. Lên 3 xích, quay ngược đầu móc và cũng làm tương tự ha, chân này móc 8 mũi kép đơn nè. Hoàn tất được nửa vòng tròn rồi, tiếp tục đâm kim vào chân thứ 5 của cái nửa vòng tròn bên cạnh nè, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Lúc này mình sẽ dừng lại ở 6 nửa vòng tròn ha. Những bạn nào mà muốn cho cái phần họa tiết này của mình nó được to hơn thì các bạn cứ làm tương tự cho mình. Ta cũng móc thêm nhiều nửa vòng tròn nó xen kẽ với nhau nè. Thì lúc này kích thước của mình 6 họa tiết này khi đưa vào trong thân túi nó đã vừa với kích thước của phần thân túi rồi. Thì các bạn sẽ tiến hành cắt len. Sau đó mình sẽ sử dụng màu len đen để mình trang trí lên trên cái phần họa tiết này ha.
Các bạn có thể khâu tên của bé để tạo được nét riêng cho túi ha, hoặc là có thể làm những cái họa tiết khác lên trên thân túi cho thân túi của mình thêm đẹp hơn. Và ta có thể viền thêm một đường viền ở phía ngoài nè. Sau đó sử dụng keo nến hoặc tiếp tục sử dụng kim khâu và khâu cho mình cái sticker này vào trong thân túi. Và các bạn sẽ khâu cho mình một sợi dây để mình làm dây đeo ha. Thì cái phần dây đeo này cũng đơn giản, các bạn sẽ chập đôi cho mình hai sợi len lại, sau đó tạo một sợi dây móc xích. Thì hai đầu của cái sợi dây móc xích này nè, mình sẽ tiến hành cột vào trong cái phần thân màu đỏ này và giấu sợi len vào trong thân túi. Thì mình sẽ có được một sợi dây đeo như thế này. Và phần miệng túi của mình nè, khi mình sử dụng hai sợi len guốc vải thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc mình khóa túi hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi bỏng ngô như thế này. Các bạn có thể tăng hoặc giảm size để phù hợp cho người lớn hoặc trẻ nhỏ ha. Chúc các bạn thành công!